tin mừng. Lời Chúa hôm nay rất phù hợp với thánh lễ ngày hôm nay. Thánh lễ hôm nay chúng ta cùng với giáo hội mừng thánh Marco, tông đồ, tác giả sách tin mừng thứ hai. Ngài là cháu của thánh Barnabê và là đã đi theo thánh Phaolô trong hành trình truyền giáo lần thứ nhất, đã đến Roma gặp thánh Phêrô, ở với thánh Phêrô làm môn đệ của thánh Phêrô, và ngài cũng là thông ngôn cho thánh Phêrô. Ngài đã thu thập tất cả những tài liệu có trước, những câu chuyện, những lời giảng của thánh Phêrô, và ngài đã viết thành cuốn sách tin mừng thứ hai. Và trong sách tin mừng của thánh Marco, chúng ta thấy đặc biệt có những câu chuyện rất là ly kỳ, hấp dẫn về Chúa Giêsu. Khởi đầu tin mừng Chúa Giêsu Kitô, con Thiên Chúa, thánh Marco đã viết như vậy. Và trong tin mừng đó, chúng ta bắt gặp rất nhiều phép lạ, rất nhiều tính ly kỳ của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là Thiên Chúa, nhưng cũng lại rất người cũng biết giận, cũng biết tổn thức, cũng biết đau đớn, có những tình cảm với con người. Đó là đặc điểm của thánh Marco. Thánh Marco đã dùng những khả năng Chúa ban cho và dùng ngòi bút của mình để viết lên những câu chuyện về Giêsu phục sinh. Và trong ngày hôm nay chúng ta cầu xin Thiên Chúa ban chúng ta mỗi người cũng biết dùng những khả năng Chúa ban để chúng ta luôn bắt chước thánh Marco, ban bảo tin mừng cho những anh chị em chúng ta. Và trong ngày hôm nay chúng ta hiểu ý cầu nguyện như ý người xin tạ ơn Chúa, Đức Mẹ cầu nguyện cho linh hồn mắc ta nhân ngày lễ dỗ, xin cầu ơn bình an cho gia đình, và chúng ta không quên cầu nguyện cho những quý ông quý anh, tất cả những ai mang thánh hiệu là Phật cô. Và giờ đây chúng ta hãy thành tâm sám hối những nhân tội lỗi của chúng ta để xứng đáng được thành một nhiều thánh. Lạy Chúa xin thương xót chúng con. Lời Chúa trong thư thứ nhất của thánh Phêrô tông đồ
và ma quỷ thù địch của anh em như sư tử gầm thét rảo quanh tìm ngòi cắn xé. Anh em hãy được vững trong đức tin mà chống cự, vì biết rằng toàn thể anh em trên trần gian đều trải qua cùng một loài thể thống khổ như thế. Thiên Chúa là người gọi ân sủng, cũng là Đấng đã kêu gọi anh em vào vinh quang đời đời của người trong đức Kitô. Phần anh em là những kẻ phải chịu khổ ít lâu, chính Thiên Chúa sẽ cho anh em được nên hoàn thiện, vững vàng, mạnh mẽ và kiên cường. Kính dân người vinh quang và uy quyền để muôn thọ muôn đời. Amen. Nhờ tay anh Silvano mà tôi coi là một người anh em trung tín. Tôi viết ít lời để khuyên nhủ anh em và làm chứng rằng đó là sự thật, là ân sủng của Thiên Chúa. Anh em hãy sống vững vàng trong ân sủng đó. Họ thánh ở Babylon cũng được chọn như anh em, và Marco con tôi gửi lời chào anh em. Anh em hãy hôn chặt nhau trong tình yêu thương. Chúc tất cả anh em, những người đang sống trong đức Kitô, được bình an. Đó là lời Chúa. Còn ai không tin thì sẽ bị lên án. Đây là những
dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin. Nhưng danh thầy họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ, họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhầm thuốc độc thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên người bệnh thì những người này sẽ được mạnh khỏe. Nói xong, Đức Giêsu được đưa lên trời và được vinh hồn Thiên Chúa. Còn các môn đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, hôm nay cùng với giáo hội chúng ta mừng lễ thánh Marco tông đồ, và chắc có lẽ chúng ta cũng tự hỏi thánh Marco là ai. Chắc chắn thánh Marco không có trong danh sách của 12 tông đồ là những người được Chúa chọn, và có một người tên là Marco đã được cộng đoàn Kitô giáo biết đến như là lời của cha chủ tế dẫn lệ, là người bạn đồng hành của thánh Phaolô và cũng là người bạn của thánh Phêrô ở Roma. Những điều đó được nhắc đến trong các thư thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Colosse chương 4 câu 10, thư thứ nhất của thánh Phêrô chương 5 câu 13, thư thứ hai của thánh Timôthê chương 4 câu 11. Và sách Công Vụ có 3 lần ở chương 12 câu 12, chương 25 câu 15 câu 17 có ghi Gioan cũng gọi là Marco, và đó là người bạn thân thiết của thánh Barnabas. Và nhiều học giả đồng ý rằng Marco được nói đến trong các thánh thư. Gioan tên là Marco trong sách Công Vụ tông đồ, và Tin Mừng thứ hai đều chỉ về một con người. Và nếu đồng hóa với, đồng ý với cái sự đồng hóa trên, thì chúng ta có thể nhìn được khuôn mặt của thánh sử Marco. Ngài là con của bà Maria, bà là một quả phụ giàu có ở Jerusalem, và có một người giúp việc và có một căn nhà rất là rộng để dành cho các môn đệ hay đến đó tụ họp. Sau khi Chúa Giêsu chết khoảng năm 1543, sau khi mà thoát khỏi tù, thì thánh Phêrô đã chọn cái nhà của bà Maria này để làm nơi trú ngụ. Và từ tấm lòng của người mẹ, Marco đã quen thuộc giống như người nhà của mình. Để rồi Marco nghe lại những cái câu chuyện từ thánh Phêrô thuật lại, và với một lòng tin và một lòng yêu mến, Marco đã ghi lại tất cả những cái câu chuyện mà thánh Matthew kể ra. Và rồi sau đó 2 năm, thánh Marco và thánh Barnabas cùng đi với thánh Phaolô trong hành trình thứ nhất đi lan giảng Tin Mừng của ngài. Và rồi đoàn truyền giáo đi về phía bắc, còn Marco thì ngài trở về Jerusalem. Và rồi gặp phải bất bình, nên rồi thánh Phaolô không muốn cho thánh Marco đi theo mình trong hành trình thứ hai. Để rồi năm 50, qua lời đề nghị của Barnabas, thì Marco đã cùng với Barnabas đi về quê hương của Barnabas. Và rồi Marco là người bạn đồng hành với thánh Phaolô trong hành trình truyền giáo. Chúng ta thấy Marco sau đó đã trở về Jerusalem, nhưng rồi từ Jerusalem Marco vẫn tiếp tục tiến về để rồi cùng rao giảng Tin Mừng của Chúa Giêsu phục sinh. Marco không chỉ là người thông ngôn cho thánh Phêrô, mà thánh Phêrô coi Marco như là một người bạn rất là thân thiết. Và qua thư mà chúng ta thấy, cái bài thư thứ nhất của thánh Phêrô tông đồ chúng ta vừa nghe,
Thánh Phêrô gọi Marco như là một người con rất ân tình, và rồi có những truyền thuyết thì cho rằng Marco là giám mục ở Alexandria và bị kêu sống năm 98. Còn theo Thánh Jeronimo thì Thánh Marco qua đời năm thứ 8 triều đại của vua Nero vào năm 62-63. Chúng ta dừng lại một tí xíu để chúng ta lượt lại cuộc đời của Thánh Marco. Marco không phải là một trong 12 tông đồ mà Chúa chọn, nhưng mà chỉ vì mối thân tình với Thánh Paulo và Thánh Phêrô và đặc biệt với Barnabas. Vì lòng yêu mến và niềm tin đó, Marco đã ghi nhận tất cả những lời của các vị đó truyền lại, và Marco đã thu thập và lại để lại cho chúng ta bằng với cái ngòi bút của Ngài. Ngài đã vẽ lại, Ngài đã viết lại hành trình đi loan báo tin mừng. Và phải chắc rằng với cái trang tin mừng mà chúng ta vừa nghe, chương cuối của tin mừng cho Thánh Marco, hôm ấy Chúa Giêsu hiện ra với nhóm 11 và nói rằng: anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ và loan báo tin mừng. Và đó cũng chính là mệnh lệnh mà Chúa Giêsu mời gọi mỗi người Kitô hữu chúng ta. Cái mệnh lệnh truyền giáo không chỉ dành riêng cho các giám mục, các cha, các nữ tu, nhưng lời mời gọi truyền giáo đó dành cho mỗi người Kitô hữu chúng ta. Khi lãnh nhận cái chức rửa tội, chúng ta mang trong mình căn tính là tư tế, là vương đế, là ngôn sứ. Ngôn sứ là người nói lời của Thiên Chúa và loan báo lời của Ngài. Và Thánh Marco đã dùng cái ngòi bút của mình để Thánh Marco nói lời Thiên Chúa. Chắc có lẽ chúng ta cũng không có tài ba như Thánh Marco để chúng ta viết tin mừng. Nhưng trong cái hoàn cảnh có thể của chúng ta, chúng ta có thể loan báo bằng đời sống của chúng ta, đặc biệt là loan báo bằng cái đời sống yêu thương của chúng ta. Và chúng ta thấy thư của Thánh Phêrô tông đồ mới gửi cho Marco cũng như lời gọi của người chúng ta: anh em thân mến, anh em hãy lấy đức khiêm nhường và đối xử với nhau. Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo nhưng mang ban ơn cho những kẻ khiêm nhường. Vậy anh em hãy tự khiêm tự hạ dưới bàn tay uy quyền của Thiên Chúa để người cất nhắc anh em khi đến thời người đã định. Mọi lo âu anh em hãy trao vào bàn tay của Chúa. Anh em hãy sống tiến độ và tỉnh thức vì ma quỷ thù địch của anh em như sư tử gầm hét rã quanh tìm mồi cắn xé. Anh em hãy đứng vững trong đức tin. Và rồi chúng ta thấy ngày hôm nay hơn lúc nào hết, người Kitô hữu của chúng ta được mời gọi sống lời, sống cái đời sống yêu thương và khiêm hạ hơn lúc nào hết. Chúng ta thấy qua báo chí nhiều khi cũng chẳng muốn đọc và cũng chẳng muốn nghe, chỉ cần đi ra đường người ta quẹt xe nhau một cái là người ta có thể tước mạng người của người khác. Và cái chuyện đó nó đau đớn đến độ mà nó nằm ở trong bệnh viện, ở trong nhà thương, ở trong trường học. Những cô gái đi khám thai thì người ta lại cấp cho phá thai. Và mới nhất chúng ta thấy chuyện tình của thầy cô giáo, mình không biết nội bộ bên trong, nhưng một người là nạn nhân và một người là tội nhân khi thầy giáo can đảm đâm chết người yêu của mình. Chúng ta thấy cái sự ác, cái sự dữ đó nó luôn luôn rình rập con người ta, dẫu rằng người ta là thầy giáo. Không ai dám nói mặt cả, bởi vì ngay như Thánh Phaolô vẫn nói với chúng ta: điều tôi biết là tốt tôi không làm, điều tôi biết là không tốt tôi lại cứ làm. Cái điều xấu và cái điều tốt đó nó cứ dành to trong cuộc đời của chúng ta và không ai dám nói mặt cả. Có những người sống rất tốt nhưng rồi đến một lúc nào đó người ta bị ma quỷ cám dỗ, và chính cái sự yếu đuối của người ta, người ta đã sát hại người khác. Không ai nói trước được cả. Và chính vì thế Thánh Phêrô mời gọi anh em hãy sống tiết độ, tỉnh thức và cầu nguyện và bám vào Chúa. Ngày hôm nay chúng ta được mời gọi sống lời sống loan báo tin mừng như Đức Giáo Hoàng Phaolô VI nói. Ngày hôm nay người ta không cần nhân chứng được, người ta không cần thầy dạy nữa, nhưng
chứng. Người ta cần nhân chứng, đó là những người chúng ta trong đời sống của chúng ta khiêm nhường hiền lành và sống cái đời sống yêu thương nơi ngay trong chính gia đình chúng ta, trong họ hàng chúng ta. Chắc có lẽ Chúa cũng chẳng cần chúng ta làm cái chuyện gì to tát, chắc có lẽ Chúa cũng chẳng cần chúng ta phải nói về Chúa, biết về Chúa. Ngày hôm nay nhiều khi người ta nói về Chúa hay quá, người ta biết về Chúa hay quá, nhưng mà trong cái lòng người ta không biết có Chúa hay không. Và chính cái đời sống của mỗi người chúng ta nó là cái câu trả lời về đời sống truyền giáo của chúng ta. Khi chúng ta sống mà chúng ta thể hiện cái lòng bác ái yêu thương với những người thân cận, ngay cả những người mà chúng ta thù ghét, đó là truyền giáo. Và rất dễ trong hoàn cảnh của mỗi người chúng ta, các bà lão, các ông già không có khả năng làm gì, thì chúng ta có đời sống cầu nguyện giống như Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu. Ngài ở trong bốn bức tường của tôn viện, nhưng Ngài là bổn mạng của các sứ truyền giáo chính bằng cái đời sống cầu nguyện của Ngài. Xin Chúa thêm ơn cho mỗi người chúng ta nhân dịp chúng ta mừng lễ Thánh Phát Cô Tông Đồ, là một gương mẫu kẻ một đời sống truyền giáo, để cho chúng ta bằng chính lời các tiếng nói, bằng cung cách sống của chúng ta, để những người không có đạo gần chúng ta họ nhận ra nơi chúng ta là một người có Chúa thật sự. Tất cả các con hãy nhận
Cùng một thêm thức ấy sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cùng ba ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu dấu ước mới và vinh cứu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là hội thiên đức tin. Hai Chúa, chúng con kính thưa Thiên Chúa, là quý sinh Chúa sống lại, cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đem hầu cận chức tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông quần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hồi Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hồi Thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám mục Phêrô, giáo phận chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa nhớ đến tội tớ Chúa là linh hồn thầy Giacôbê. Mắt ta, các linh hồn không ai nhớ đến các linh hồn nhờ chúng con cầu nguyện hôm nay đã ra khỏi đời này về với Chúa. Xin mang cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quý thuộc chúng con đã đi trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nghiêm Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse và Trang Năm Đức Trinh Nữ, các Thánh Tông Đồ, Thánh Marco và toàn thể các Thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa Cứu Thế và theo thể thức người danh, chúng ta ra nguyện rằng: Lạy Thiên Chúa, em sống.
Đây trên Thiên Chúa, nay đấng xóa tội trần gian, phục cha được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con vừa nay nhận cái tích thánh thể nơi bàn thờ Chúa, xin cho cái tích này thanh hoa chúng con và làm cho chúng con vững tin vào tin mừng mà Thánh Máccô đã rao giảng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa anh chị em. You.